Mình vừa nhận phòng xong. Hôm nay thì mình được nâng cấp phòng. Đáng nhẽ cái phòng mình ở đây, ở bên này, bên mấy cái tòa này đó, nhưng mà hôm nay thì mình được nâng cấp, nó ra được cái tòa ở đây, hai cái tòa bên ngoài này. Hai tòa này thì cái phòng diện tích nó rộng hơn, nó 42 mét vuông cơ. Còn cái mấy cái phòng mà mình đặt ngày nay có 27 mét vuông, mà cái đây cũng gần biển hơn. Chỉ được cái mất cái là cái phòng đây thì nó kiểu như ở đây ấy, thì sẽ có cái view đây. Các bạn view phòng đây chẳng hạn, các bạn sẽ nhìn view, nhìn ra bể bơi này rồi nhìn ra biển đó. Nhưng mà chỉ có tầng cao thì mới đẹp thôi, chứ còn tầng thấp thì nó cũng bình thường thôi. Còn phòng đây thì nó rộng rãi hơn rất nhiều. Và đầu tiên mình tưởng chỗ này không có thang máy cơ, nhưng mà có thang máy nhá, có 3 tầng mà cũng có thang máy, nên các bạn có di chuyển ra đây thì cũng không vất vả gì đâu đó. Còn đây, phía đây là cái phía hồ bơi, còn xa nữa là bãi biển. Bây giờ thì mình sẽ đi khám phá chi tiết hơn cho các bạn xem từng cái khu ở cái khách sạn này nhé. Cho bạn xem toàn cảnh cái phòng trước này. Đẹp quá, rộng rãi. Mình thích cái tông màu kiểu này, rất đáng yêu. Từ đợt trước rồi, đợt trước mà đợt mà mình băn khoăn giữa Novotel và Sunbeach, mình đã thấy cực kỳ thích cái màu, cái tông màu của cái phòng của khách sạn này. Nhưng mà cuối cùng mình chọn Novotel, tại vì nghe nói đợt ý là cái ăn uống ở đấy ngon hơn. Ngày hôm nay thì mình có cơ hội để quay lại Sunbeach. Đẹp quá, kỳ rộng rãi. Cái phòng bên tòa kia thì nó sẽ nhỏ hơn, có 27 mét vuông thôi. Còn đây là cái phòng đâu đấy 39 đến 42 mét. Nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đó, có bàn ghế để các bạn ngồi, các bạn uống nước này. Cực kỳ rộng, một không gian cực kỳ rộng, tha hồ các bạn để đồ. Cái giường cũng đẹp, cũng xinh. Đó, rồi cái đèn màu xanh nữa. Ờ, đây họ có cái khăn tắm màu xanh trông xinh không? Đó, tủ lạnh này, rồi những cái đồ thiết yếu này. Họ có hai cái chai nước này, không biết có được mang về không. Để cho các bạn đựng nước trong cái bình này, sau mang đi đâu uống thì uống, cũng tiện, cực kỳ đáng yêu. Đây mình thích những cái áo choàng kiểu màu trắng này, rồi đi dép trong nhà này, đầy đủ hết. Đó, xem cái trong cái tủ này, ở đây có két sắt rồi. Đó, nói chung là đầy đủ hết. À, đây sẽ có hai hai đấy, đáng yêu quá. Đây nhà tắm này rộng quá. Đây cái này bằng gỗ này, và để những cái đồ thiết yếu trong này này. Bên này thì có cả bồn tắm nhá, trời ơi. Còn cái vòi tắm đứng này, rộng rãi quá, đẹp quá. Phòng người thật là thích. Đây là cái ban công. Đó, đã không gian trong phòng đã rộng rồi. Bây giờ ban công này, ban công đặc biệt họ để một cái gà tàn đây. Ai hút thuốc thì có thể ra ngoài này hút, đừng có hút trong nhà. Một cái giường để vẫn nằm thư giãn. Đó, đẹp quá. Đây cái tòa building đây. Đó, bình thường mình sẽ ở những cái căn kiểu như này và view sẽ nhìn thẳng ra bể bơi rồi nhìn ra biển. Cái căn dưới tầng 1 này họ sẽ có cái bể bơi này. Nói là riêng cũng không phải, nó cũng chung giữa mấy cái phòng tầng dưới với nhau. Cái phòng ở tòa cao tầng này thì với cơ bản thì nó cũng giống cái phòng của mình thôi. Nói chung là rất rất đẹp, nội thất cực kỳ đẹp luôn. Chỉ khác cái là cái diện tích ấy, thì nó sẽ nhỏ hơn một chút. Cái phòng đây thì tầm khoảng diện tích tầm khoảng 25 đến 27 mét vuông. Cái phòng của mình thì tầm khoảng hơn 40 mét vuông thì nó sẽ rộng rãi hơn. Đặc biệt thì ở cái tòa cao tầng này thì sẽ có ban công nhé. Và ban công này là một cái ban công hướng biển. Tất cả các cái phòng ở cái tòa cao tầng này thì đều là cái phòng hướng biển hết. Tất nhiên là nếu như các bạn ở cái tầng cao ấy thì cái view nó sẽ đẹp hơn. Còn tầng thấp thì tầng 2, tầng 3 thì nó cũng không được đẹp mà nó bị chắn nữa. Đó thì nếu như các bạn đặt thì các bạn nên đặt cái phòng tầng cao ấy, nó sẽ đẹp hơn. Hồ bơi này.
Hồ bơi đây họ làm rất hay nhé. Họ có rất nhiều cái chòi để cho mọi người vào, khi mà nắng ấy, thì mọi người có thể vào đấy ngồi ngồi cho đỡ nắng. Ngoài ra cũng có rất nhiều cái ghế các bạn ngồi này. Nói chung thì ở trong những cái chòi chụp ảnh rất đẹp. Đây cho bạn xem cái hồ bơi riêng của cái hồ riêng nhưng mà chung của mấy cái căn ở đây. Đó. Các tầng 2, tầng 3 thì không có rồi. Phòng nó rộng hơn thôi. Còn đây, còn nếu như ai ở tầng dưới này thì sẽ có một cái hồ bơi chạy dọc riêng nhưng mà chung cho tất cả các phòng ở cái tầng dưới này. Bể bơi ở đây nó kiểu như cái hình trái tim ấy. Đây, cái khu này nó như cái hình trái tim ấy. Phía kia là cái quầy bar của cái bể bơi này. Đó, có rất nhiều cái chòi ở này để mọi người vào ngồi cho đỡ nắng, có đệm các thứ để nằm. Nói chung đây là một cái thiết kế cũng rất hay. Bạn chụp góc chụp ảnh ở đây rất đẹp nhé. Đó, cái bể bơi nó hình trái tim này. Đó, bạn thấy thon thon ở giữa kìa. Đó. Cũng hay. Khá là rộng và đẹp. Và chụp hình ở đây cũng rất đẹp. Hôm qua thì mình chụp được rất nhiều bức hình đẹp ở đây. Cái bãi tắm ở đây thì nó không quá rộng. Nhưng mà được cái riêng tư, tại vì hai bên của khách sạn này thì nó sẽ không có khách sạn hay resort nào, và đặc biệt là người dân thì chắc chắn không có rồi. Nên gần như các bạn sử dụng nguyên một cái hồ cái bãi biển riêng. Bãi biển ở đây khá là nông, các bạn tắm rất an toàn. Cát đây cát vàng. Đây phía xa xa sau mình này, nó là cái khu Sunset San Tô, một cái địa điểm chụp hình mà cũng rất nhiều người quan tâm khi mà đến Phú Quốc. Ngoài ra đấy có cả khách sạn nữa. Ở đây họ có cái thuyền kayak. Nếu như bạn nào mà muốn chèo thuyền ấy thì có thể đăng ký, nó hoàn toàn miễn phí. Giờ thì mình đi sang cái chỗ phía chỗ cái quầy bar cho quay cho các bạn xem. Tại vì ở đây thì có một cái bar cũng gần biển. Tối qua thì mình cũng uống ở đây thì thật ra thì giá thì mình thấy nó cũng khá là cao. Đây cái quán bar của khách sạn đây. Nó gần biển thôi chứ không sát biển nhé, biển đây. Đó, cái họ làm với cái giường chứ không phải ghế nữa. Các bạn đây nằm cũng thoải mái. Phía đây thì họ sẽ phục vụ cả đồ ăn nhé, cả đồ uống nhé. Thì các bạn mà có nhu cầu thì các bạn có thể ra đây vừa ăn vừa uống. Đó. Nhưng mà đây không phải nhà hàng chính nhé, nhà hàng chính ở trong kia. Nếu như ở đây mà quay buổi chiều nó sẽ đẹp hơn. Đây, cái tòa của mình ở ngày hôm nay, hôm qua đây. Đó. Phía bên kia nữa kìa, một cái tòa khác này. Và đây, tòa chính này. Đó, thì họ có ba cái tòa này. Về ăn tối thì ngày hôm đấy thì mình có thử ăn ở tại khách sạn một tối. Thì ăn ở cái tòa mà ăn sáng của các bạn ấy thì thấy nó cũng gọi là ở mức độ tạm ổn thôi, giá thì nó hơi cao, đồ ăn thì tạm ổn. Ngoài ra thì các bạn có thể lựa chọn là đi ăn ở cái khu cái chỗ ở phía chỗ cái mấy khách sạn như Suanxi, Novotel ấy thì khu ấy sẽ có nhiều cái nhà hàng hơn. Không thì các bạn đi ra cái đường lớn, nó cách khách sạn đâu ấy tầm khoảng 1 đến 2 cây thì hơn 1 cây thôi. Thì có một cái quán gọi là cái quán dê thường thường dâu ấy, thì các bạn có thể ăn thử ở đấy. Mình ăn ở đấy cũng 2-3 lần rồi, thấy cũng rất ok. Về ăn sáng thì các bạn sẽ ăn ở dưới tầng 1 của cái tòa cao tầng nhé. Thời gian ăn thì tầm 6 giờ 6 rưỡi đến khoảng 10 giờ sáng. Nhìn chung thì mình thấy mọi thứ rất ổn. Cái phòng ăn thì nó không quá rộng đâu, nhưng mà ở mức độ đủ dùng. Họ trang trí rồi bày trí rất đẹp, nói chung là rất bắt mắt. Các món ăn thì cũng rất là đa dạng, đủ các loại món để các bạn có thể lựa chọn. Các bạn nhân viên đây thì cũng rất nhiệt tình, các bạn cần họ tư vấn hỗ trợ gì các bạn cứ yêu cầu thoải mái nhé, họ rất nhiệt tình luôn đấy.